Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Chúc các bạn và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, RTK Media chúng mình sẽ đem tới bài review của một TV series mà chúng mình đã nhận được rất nhiều yêu cầu thực hiện trong thời gian vừa qua, chính là Kamen Rider Geass. Giờ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Trước tiên vẫn là một vài thông tin cơ bản của bộ phim. Kamen Rider Geass là series Kamen Rider thứ 37 trong chuỗi phim và là series Kamen Rider thứ 4 của thời đại Reiwa, phát sóng cùng Avatar no Sentai Dawn Brothers trong giờ phim Superhero Time trên kênh TV Asahi. Phim chiếu từ ngày 4 tháng 9 năm 2022 đến ngày 27 tháng 8 năm 2023 với tổng thời lượng 49 tập do Yuya Takahashi viết kịch bản, Nakazawa Soshiro và Sugihara Teruaki làm đạo diễn. Giờ chúng ta cùng nhau đánh giá cốt truyện của bộ phim này nhé. Phim xoay quanh giải đấu Design Grand Prix, nơi những người chơi ở thời hiện tại được tuyển mộ để tham gia một cuộc chơi sinh tồn Battle Royale với mục tiêu sau cùng là điều ước để hiện thực hóa thế giới lý tưởng. Họ sẽ được cấp cho Design Driver để hóa thân thành các Kamen Rider, sử dụng các trang thiết bị do ban tổ chức cung cấp để đương đầu với những tên quái nhân Yamato, giành phần thắng trong cuộc chơi, đồng thời bảo vệ cho người vô tội. Phim xoay quanh 4 nhân vật trung tâm là Ukiyo Ace, Azuma Michinaga, Sakurai Keiwa và Kurama Neon. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, biên kịch Yuya Takahashi, ông muốn đưa một số lượng lớn Kamen Rider vào series này để phim ra chất một giải đấu sinh tồn như Fortnite hay Apex Legends để tiếp cận thêm đối tượng khán giả. Nhưng thay vì mục tiêu chính là khiến họ trực tiếp đấu đá lẫn nhau như Kamen Rider Ryuki, vị biên kịch học hỏi nhiều hơn từ series phim sinh tồn đình đám thời điểm đó trên Netflix là Squid Game, tạo ra kẻ thù là Yamato để các Kamen Rider tìm cách đánh bại và giải cứu thế giới. Biên kịch Yuya đồng thời nghĩ ra ý tưởng ID Core để tăng thêm tính biểu tượng và độ nhận diện cho từng nhân vật. Ngoài ra, Yuya cũng muốn đưa phim thoát khỏi lối mòn tiêu diệt quái tuần, bảo vệ nhân loại thông thường. Thay vào đó đặt ra các luật chơi, phần thưởng, hình phạt để gia tăng tính đối kháng, khiến cho các rider vẫn có sự đấu đá, mâu thuẫn nhau trong quá trình chơi. Tổng thể Kamen Rider Geass xoay quanh 9 mùa giải liên tiếp ở thời hiện đại. Nhìn chung để đánh giá, TV series này có màn trào sân rất ấn tượng, cùng mạch đầu phim giàu năng lượng, cuốn hút. Cách mà thế giới, bối cảnh và câu chuyện trong phim được setup khá mượt mà, thú vị, tạo sự phấn khích và mới mẻ nhất định cho khán giả xem phim. Có thể nói, với tất cả những bộ Kamen Rider mà biên kịch Yuya từng chắp bút, bao gồm cả XZ và Zero One, chú đều mở màn câu chuyện và setup không gian phim rất ổn. Đối với cá nhân mình, 4 mùa giải đầu tiên được đưa vào phim, tính từ tập 1 tới tập 24 vô cùng ổn áp, có dấu ấn. Sau này, phim mở rộng thêm những khái niệm và không gian. Design Grand Prix có những hình thức tái thiết thế giới, xóa ký ức người chơi sau mỗi mùa giải. Giải đấu này thực chất là thú tiêu khiển của những khán giả tới từ tương lai. Họ quan sát con người hiện tại đấu đá nhau trong giải đấu khắc nghiệt này từ chiều không gian cao hơn để mua vui và tiêu khiển. Phim khắc họa tương đối tốt sự xấu xa, vô nghĩa và khắc nghiệt của giải Design Grand Prix nói chung cùng ban tổ chức và khán giả của giải nói riêng, khi lấy mất mát, nỗi đau, hoài bão, ước nguyện của những người tham gia làm trò mua vui. Song, điểm yếu của biên kịch Yuya bộc lộ khá rõ ở những mạch giữa của phim. Cụ thể, bắt đầu từ Yamato Grand Prix và giải Design Royal khi Baffa làm Beta Shin. Phim dần có dấu hiệu đi xuống với những tình tiết có phần dài dòng, lê thê, mệt mỏi. Và đến tận series thứ 3 sau XZ và Zero One, biên kịch Yuya vẫn còn một nhược điểm vẫn luôn tồn tại từ các series trước, đó là việc khai thác vai trò các nhân vật dàn trải và chưa được triệt để. Chúng ta vẫn luôn có thể nhìn thấy một vài nhân vật không được đầu tư khai thác tối ưu vai trò, thậm chí đôi lúc còn ngồi chơi xơi nước trong những giai đoạn quan trọng của phim. Tuy vậy, ở giai đoạn này, phim phần nào vẫn giữ chân được khán giả xem phim, chưa thực sự trở nên nhàm chán. Đối với cá nhân mình, series Kamen Rider Geass bắt đầu trở nên lộn xộn, chán ngán từ sau khi Ukiyo Ace debut Geass Knight và lần đầu đánh bại Sueru. Từ tập 39 tới tập 49, thực sự là cực hình đối với cá nhân mình, làm ảnh hưởng rất lớn tới trải nghiệm tổng thể của mình đối với series phim này. Mình đã rất cố gắng để không bỏ ngang Geass ở những tập cuối của phim, khi những vấn đề, những drama liên tục phát sinh, tình tiết được thắt nút mà không được giải quyết một cách thỏa đáng. Những nhân vật trung tâm trở nên thụ động, bất ổn, không đúng với tính cách và lối hành xử thông thường của họ. Cái kết của series này cũng có phần gây thất vọng, khi độ hoành tráng lẫn cách mở nút vấn đề không đạt tới sự kỳ vọng của người xem. Tựu chung theo đánh giá của mình, Kamen Rider Geass duy trì phong độ không tốt, phim đuối dần đều về sau này, trở thành một series đầu voi đuôi chuột. Tuy tổng thể vẫn là một series thú vị và đáng xem của thời Reiwa, nhưng lại thiếu đi sự trọn vẹn, không hoàn toàn khiến khán giả hài lòng. Tiếp đến, mình sẽ đánh giá phần nhân vật của phim. Vì series này có dàn nhân vật khá đồ sộ, nên mình sẽ chỉ xoay quanh 4 nhân vật trung tâm, điểm qua đội ngũ ban tổ chức và dàn supporter tài trợ.
Đầu tiên là Ukio Ace, người chơi có kinh nghiệm lâu năm, nhà vô địch bất bại của giải Desire Grand Prix, Kamen Rider Geass. Ace có xuất thân là con trai của Game Navigator tiền nhiệm, Mitsume, cùng một đấu sĩ Dejashin thời cổ đại, sinh ra vào thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Ace đã nhiều lần chuyển sinh chuyển kiếp, liên tục tham gia vào giải đấu Desire Grand Prix để tìm lại người mẹ thất lạc. Ở thế kỷ 21, Ukio Ace vẫn còn đang là một nam sinh trung học. Anh được lựa chọn trở thành Kamen Rider và tiếp tục duy trì chuỗi thắng lợi của bản thân. Ace sở hữu trí tuệ nhạy bén, thể lực vượt trội, cùng vận may và sự tinh danh, khôn khéo và kinh nghiệm của nhiều kiếp sống giúp anh chiếm được nhiều ưu thế trong giải đấu này. Tuy có phần danh ma, nhưng Ace vẫn luôn giang tay che chở mọi người, bảo vệ cho những kẻ yếu thế. Song, việc anh liên tục thắng giải, cũng như cố gắng đào sâu về bí mật của giải đấu để tìm lại tung tích của người mẹ, đã khiến Ace trở thành cái gai trong mắt ban tổ chức, nhiều lần bị vào tầm ngắm để triệt hạ. Ace là một nhân vật khá thú vị và đậm bản sắc riêng. Tuy hành trình phát triển của nhân vật không quá nổi bật, là dạng nhân vật ngầu lòi, hoàn hảo ngay từ đầu phim, nhưng vẫn chiếm được rất nhiều thiện cảm của khán giả bởi lối xây dựng thú vị và phần hóa thân thuyết phục của Kan Hideyoshi. Kiểu nhân vật Mr. Perfect cũng không phải điều gì quá xa lạ đối với những fan Kamen Rider, có thể kể đến như Tendo Shoji hay Kadoya Tsukasa. Kiểu nhân vật chính này thường gây ra hiệu ứng thu hút fan rất tốt vì luôn ngầu lòi trong mọi tình huống, nhưng không thường được Toei sử dụng vì rất khó khai thác và phát triển. Song, nhân vật Ukio Ace có một giai đoạn khá bất ổn, cụ thể là sau tập 38, sau khi debut Geass 9 và hạ gục Sueru tại thiết thế giới. Ace hoàn toàn trở nên thụ động, chậm chân trước rất nhiều biến cố lớn xảy ra trong phim, để cho nhân vật Keiwa tự tung tự tác, gây thiệt hại, tổn thất cho những nhân vật khác mà không ra tay can thiệp kịp thời. Kế đến là Sakurai Keiwa, Kamen Rider Tycoon, một sinh viên đại học mới ra trường, đang trong quá trình đi xin việc. Cậu và Neo vô tình bị kéo vào cuộc đổ bộ, tấn công của Yamato và được Ace giải cứu. Ở mùa giải sau đó, cả cậu và Neo đều được mời tham gia giải đấu và trở thành Kamen Rider. Keiwa mất cha mẹ trong một cuộc tập kích của Yamato. Hiện cậu sống cùng người thân duy nhất là chị gái Sakurai Sara. Keiwa, như những gì chúng ta được biết về sinh viên mới ra trường, là chàng trai mơ mộng, giàu nhiệt huyết, nhiều hoài bão và năng lượng tích cực. Cậu khao khát hòa bình thế giới và luôn đấu tranh để bảo vệ cho nó. Bản chất Keiwa là người rất tốt, khi sẵn sàng che chở, bảo vệ, thậm chí xả thân mình hy sinh vì người khác một cách thật tâm, không hề vụ lợi. Song, vì ít kinh nghiệm sống và những va vấp, từng trải, lý tưởng của Keiwa khá mơ hồ, viển vông, thiếu thực tế, thiếu sức nặng. Hành trình tham gia giải đấu, đồng hành sát cánh cùng Ace, Keiwa dần trưởng thành và hoàn thiện mình hơn. Song vào giai đoạn cuối của phim, theo như thông tin từ phía sản xuất, vì hướng đi muốn biến Keiwa trở thành phản diện đối trọng cho Geass, thậm chí đã làm trùm cuối của cả phim, nên tính cách của Keiwa đã bị bóp méo đi phần nào. Cậu đổ lỗi cho Ace và Mitsume về những mất mát, đau thương mà bản thân phải chịu đựng, cực đoan muốn hiện thực hóa thế giới lý tưởng của riêng mình, không màng tới lợi ích của người khác, trở nên ương ngạnh, tiêu cực và vô cùng bảo thủ. Đỉnh điểm là khi chị gái Sara bị hóa thành Yamato và bị Bappa đoạt mạng, Keiwa thực sự trở nên mất kiểm soát, xa lầy vào tội ác, cuốn vào vòng xoáy thù hận. Sau này, Ace dần thuyết phục và cảm hóa được Keiwa, cứu Sara trở lại. Hành trình hướng thiện, chuộc lỗi của Keiwa ở giai đoạn sau đó không thực sự thuyết phục. Tiếp đến là Kurama Neon, Kamen Rider Nago, cô con gái duy nhất của gia đình tài phiệt tập đoàn Kurama, đồng thời là idol giới trẻ, KOL mạng xã hội, chiến thần truyền thông, sở hữu kênh Neo Channel cực kỳ đông fan. Cô vốn là sản phẩm được tạo ra bởi nữ thần sáng thế thông qua điều ước của người cha Kurama Kose, thay thế cho bé Kurama Akari, người con gái thật sự của gia đình này, đã qua đời trong một vụ bắt cóc lúc 8 tuổi. Neon sống trong một gia đình hà khắc, bao bọc và quản thúc thái quá, thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, nên cô luôn khao khát đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Neon nhiều lần trốn nhà đi bụi, livestream cuộc sống ngoài xã hội của bản thân. Giống với Keiwa, cô được Ace giải cứu khỏi một cuộc tập kích của Yamato, và tới mùa giải tiếp theo thì được mời tham dự để trở thành Kamen Rider. Xét thực tế, Neon mới chỉ 11 tuổi, nhưng hình hài được tạo ra là cô gái 18 tuổi, nên tính cách của Neon vẫn còn khá mơ mộng, yêu đời, lạc quan, nhí nhảnh. Như đứa em út bé bỏng, Neon được Ace, Keiwa và đôi khi là cả Michinaga quan tâm, bảo bọc. Ở giai đoạn đầu phim, Neon không tạo được nhiều dấu ấn ngoài sự dễ thương, hồn nhiên. Trông em cũng không toát lên khí chất của một Kamen Rider. Song, vào giai đoạn Yamato Grand Prix, những bi kịch về thân phận, sự khủng hoảng danh tính của Neon được thể hiện vô cùng trọn vẹn và tuyệt vời. Neon cũng là người có sự phát triển ổn định, ấn tượng và thuyết phục nhất trong bộ tứ nhân vật chính khi em vượt qua những nỗi đau, khiếm khuyết, sự tự ti của bản thân để tự tìm ra hạnh phúc chân chính cho riêng mình. Sau cùng trong bộ tứ là Azuma Michinaga,
Kamen Rider Baffa. Xuất thân là một phụ hồ, Michinaga bị cuốn vào giải đấu Desire Grand Prix sau khi người bạn thân của cậu là Toru tử trận dưới tay các rider khác. Từ đó, Michinaga nung nấu niềm thù hận với các Kamen Rider tham gia giải đấu này, khao khát tìm kiếm sức mạnh để triệt hạ toàn bộ rider. Giống với hình tượng con bò, Michinaga là người nóng vội, hấp tấp, không nghĩ nhiều trước khi hành động, luôn băm bổ xông thẳng vào cuộc chiến, đốn hạ bất kỳ chướng ngại vật nào trước mắt. Michinaga cũng có những mâu thuẫn nhất định với Ace, luôn coi Ace như là kỳ phùng địch thủ, một cái gai trong mắt, một đối thủ cần phải triệt hạ. Song, sau một lần bại trận trong giải đấu, được phe Yamato và nhà tài trợ Supporter Beroba giải cứu, Michinaga nhận ra kẻ thù thật sự anh cần tiêu diệt không phải những rider, mà là ban tổ chức của giải đấu, những kẻ khơi mào và tiêu khiển trên sự hy sinh vô nghĩa của người chơi. Michinaga ban đầu được xây dựng là kẻ rất cứng đầu, bảo thủ, cực đoan, không ngại dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích cá nhân. Nhưng sau khi thắng giải đấu và có sức mạnh Dejashin, cậu cho thấy rõ mục tiêu chiến đấu, chỉ muốn triệt hạ ban tổ chức, phá nát giải đấu Design Grand Prix vô nghĩa, cứu rỗi cho những người chơi vô tình tham gia giải. Có thể nói, hành trình phát triển của Michinaga có phần đối lập với Keiwa. Từ một kẻ cực đoan, cứng đầu, tàn nhẫn, trở thành người hiểu chuyện, đáng tin cậy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác. Với đội ngũ ban tổ chức, ta có Game Navigator Sumeri, cùng những Game Master như Gidori, Chidami, Jito và quản lý cao cấp như Niramu hay Sueru. Sumeri là người hướng dẫn giải đấu kế nhiệm sau Mitsume. Cô là công cụ được ban tổ chức tạo ra để dẫn dắt và điều hành giải đấu. Cô cần quan sát những ứng viên tham gia, thấu hiểu hoài bão, tâm tư, nguyện ước của họ, đồng cảm, xót thương cho những nỗi đau, mất mát, hy sinh của họ để hoàn thiện và bộc phát sức mạnh sáng thế. Dần dần sau này, Sumeri ngày một gắn bó với những người chơi tham gia giải đấu, đặc biệt là Ukiyo-e. Cô hiểu và ủng hộ hoài bão xây dựng thế giới lý tưởng, hoàn thiện, san sẻ hạnh phúc cho tất cả mọi người của Ace. Song, vì là công cụ cho ban tổ chức lợi dụng, Sumeri liên tục vướng vào những biến cố, thậm chí đã suýt bị biến thành tượng nữ thần, thay thế cho cương vị của Mitsume. Song về sau này, sức mạnh sáng thế của cô được chuyển giao sang cho Ukiyo-e. Sumeri quay về làm một game navigator đơn thuần, hỗ trợ cho các Kamen Rider. Về đội ngũ quản lý, hai nhân vật mình ấn tượng nhất là Gidori và Niramu. Xong, vì thời lượng bài review này có hạn, nên mình sẽ không đào sâu phân tích những nhân vật này. Ứng với tứ trụ nhân vật chính, ta có 4 supporter của họ, lần lượt là Jin, Kekera, Kyun và Beroba. Nếu Jin và Kyun thuộc tiếp người hâm mộ chân chính, luôn bên cạnh ủng hộ, hỗ trợ thần tượng của mình hết tâm hết lòng, thì Kekera và Beroba đại diện cho nhóm ủng hộ cực đoan, muốn ép thần tượng phải sống theo tiêu chuẩn của mình, biến họ thành trò tiêu khiển, mua vui. Song chính bởi sự độc ác thuần túy ấy, hai supporter Kekera và Beroba trở nên khá thú vị, là mối đe dọa lớn cũng như góp phần không nhỏ trong hành trình phát triển và hoàn thiện của hai nhân vật Keiwa và Michinaga. Đặc biệt, mình cũng dành lời khen cho Namiki Ayaka. Tuy chỉ mới 15-16 tuổi trong lúc tham gia dự án Kamen Rider Kiss, nhưng em đã hóa thân vô cùng trọn vẹn và thuyết phục cho nhân vật Beroba, tạo ra một kẻ phản diện vừa đáng ghét, khó chịu, vừa có sự dễ thương, cuốn hút nhất định. Chỉ trách đội ngũ make-up của Toei dìm nhan sắc của em dữ quá. Mãi từ khi hóa thân thành bé Tan trong spin-off của Baffa thì em mới thực sự được bùng nổ visual. Nhìn chung, giải nhân vật trong Kamen Rider Kiss không thực sự hoàn thiện, trọn vẹn vì một vài nhân vật bị xây dựng khá lủng củng, có vấn đề. Song không thể phủ nhận, họ đều là những nhân vật có dấu ấn và thương hiệu cá nhân khá rõ nét, để lại được ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả xem phim. Hành động và kỹ xảo là một trong những điểm sáng không thể bỏ qua của Kamen Rider Kiss. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa chỉ đạo võ thuật xuất sắc và VFX đẹp mắt, phim đã mang đến cho khán giả những màn combat vô cùng mãn nhãn. Cơ chế Revolve On độc lạ của Design Driver tạo ra một chất riêng trong các cảnh hành động. Ngoài ra, phim còn áp dụng rất nhiều cú máy, góc quay sáng tạo, phối hợp với từng di chuyển của nhân vật một cách cực kỳ ăn ý, đổi điểm nhìn nhịp nhàng và hợp lý, tạo nên nhiều cảnh đắt. Cuối cùng, không thể không nhắc đến là những phân cảnh cháy nổ vô cùng hoành tráng đặc trưng của đạo diễn Koichi Sakamoto. Mỗi nhân vật đều có những nét chiến đấu rất riêng, nhưng để lại nhiều ấn tượng nhất với mình là Kamen Rider Giz và đối thủ của anh, Baffa. Giz, người chơi gạo cội, có thể tận dụng tối đa mọi buckle mà anh có trong tay, thành thạo sử dụng mọi loại vũ khí, công thủ vẹn toàn. Đặc biệt, với khả năng sử dụng súng ở mức thượng thừa, mỗi khi Giz sử dụng vũ khí xạ chiến, ta đều được chiêm ngưỡng những highlight vô cùng mãn nhãn. Kế đến là về Baffa, thì phải nói đây là dân cầy chay châu bò đúng nghĩa. Lối đánh cận chiến xông xáo, liều lĩnh, sử dụng zombie breaker một cách khá cục, đập tan mọi kẻ địch. Theo mạch phim thì cũng thấy được rõ sự trưởng thành trong kỹ năng chiến đấu của Baffa. Nói đi cũng phải nói lại, đồng ý là kỹ xảo được đầu tư rất đẹp, rất ấn tượng, nhưng trong nhiều tập lại bị lạm dụng,
khiến người xem rất khó theo dõi. Nếu tiết chế lại, sử dụng hợp lý thì sẽ tốt hơn rất nhiều. CGI của phim nằm ở mức chấp nhận được, không tệ nhưng cũng không quá đẹp. Ngoài ra có một điểm trừ khá lớn nữa là chất lượng hình ảnh của phim không đồng đều. Một số cảnh hành động dù rất sáng tạo, ý tưởng rất hay nhưng có lẽ do thiết bị quay không đồng nhất nên hình ảnh bị mờ và không đẹp mắt. Ngoài ra, yếu tố xử lý phông xanh chưa tốt cũng là một điểm yếu cố hữu của phim nhà Toei. Tuy nhiên, với một series truyền hình dài tập chiếu hàng tuần như thế này, mình vẫn đánh giá khá cao phần hình ảnh của Kamen Rider Geass. Tiếp theo, mình sẽ nhận xét về phần âm nhạc của phim. Ca khúc chủ đề Trust Last mang giai điệu rất cuốn hút, nội dung về trò chơi và tham vọng tái thiết thế giới được truyền tải qua từng câu hát rất duyên dáng. Giọng ca đầy nội lực của nữ ca sĩ Kodakumi cùng nhóm Sona no Kaze chính là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự thành công cho ca khúc này. Không chỉ ở phần mở đầu mà Just Last còn được sử dụng vô cùng hợp lý trong các cảnh cao trào của phim. Các bản soundtrack BGM cũng cực kỳ bắt tai, góp phần không nhỏ trong việc tương trợ cho các cảnh phim, mang lại nhiều cảm xúc khó quên cho khán giả. Mình đặc biệt ấn tượng với soundtrack Sa Kokokaraga Highlighted nổi lên mỗi khi Ace thể hiện sự ao trình. Giai điệu vừa du dương, sang trọng, bí ẩn nhưng cũng không kém phần sôi động, máu lửa, đúng như những nét con người của Ace. Giờ sẽ là một vài thông tin bên lề xoay quanh series này. Kamen Rider Geass tính tới hiện tại là series có nhiều Kamen Rider góp mặt và được nhắc tên nhất, vượt qua cả Kamen Rider Ryuki, Gain và Hibiki. Kamen Rider Geass cùng Osama Sentai King Ultra được thử nghiệm phát sóng trên TVR và ABEMA. Song, trong quá trình phát sóng, có một sự cố đã xảy ra khi nền tảng này vô tình chiếu sớm tập 34 của TV series một tuần so với dự kiến. Ở giai đoạn đó, khán giả được thưởng thức liền hai tập phim cùng một lúc trong một tuần. Ban đầu, Michinaga được xây dựng là kẻ côn đồ hung tợn, nhưng nam diễn viên Mokudai Kazuto, thủ vai nhân vật này đã đề nghị với biên kịch Yuya biến nhân vật trở nên bớt hung bạo hơn. Tư thế biến hình của Keiwa là do chính nam diễn viên Sato Ryuga tự nghĩ ra, dựa trên kinh nghiệm dưới tư cách một fan Kamen Rider lâu năm. Ngoài đời, nữ diễn viên Hoshino Juna thực sự là một KOL nổi tiếng trên mạng giống với nhân vật trong phim, với một vài con số đáng nể trên các nền tảng như kênh YouTube hiện tại gần 700.000 lượt đăng ký, tài khoản Twitter gần 380.000 lượt theo dõi, tài khoản Instagram gần 580.000 lượt theo dõi, tài khoản TikTok 1,7 triệu lượt theo dõi. Phim được lấy cảm hứng từ một vài sản phẩm truyền thông nổi tiếng về đề tài sinh tồn như tựa game Fortnite, Apex Legends, phim Squid Game, Kaiji. Để chuẩn bị cho vai diễn Michinaga, nam diễn viên Mokudai Kazuto đã xem Kamen Rider AZ, tham khảo nhân vật Dan Kuroto, Kamen Rider Camp, một rider có màu tím và cũng xài mô típ zombie. Vậy trên đây là tất cả những đánh giá của chúng mình về series Kamen Rider Geass. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share video và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video hơn nữa. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi cũng như những video độc quyền, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annetとは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー。俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。